Trong video này chúng ta sẽ khảo sát một dạng bài tập rất là quen thuộc và đặc trưng của chương trình vật lý lớp 11, đó là bài tập viết phương trình dao động của một cái dao động điều hòa x bằng a cos omega t cộng phi. Và mình sẽ khảo sát một cái bài tập rất cụ thể, đơn giản thôi nhưng mà hết sức đặc trưng. Giả sử bài tập cho mình là một cái con lắc lò xo dao động điều hòa với cái mô tả như sau: một con lắc lò xo có viên bi có khối lượng là 100g, lò xo có độ cứng là 100 N/m, dao động điều hòa với cái biên độ là 10 cm, và đề cho mình biết đó là móc thế năng thì chọn ở vị trí cân bằng, và móc thời gian được chọn là lúc vặt qua vị trí 5 căn 2 cm theo chiều dương, và sẽ lấy bi bình phương bằng 10. Yêu cầu là chúng ta hãy viết phương trình dao động của con lắc. Như vậy, đối với một bài tập đơn giản như thế này thì chúng ta sẽ có các bước làm như sau, và đây cũng là các bước làm đặc trưng của một cái bài tập viết phương trình dao động. Thì đầu tiên chúng ta sẽ viết cái phương trình theo định nghĩa ra, đó là ta có x bằng a cos omega t cộng phi. Sau đó nhiệm vụ của mình là sẽ đi tìm biên độ a, tần số gốc omega, pha ban đầu phi chúng ta gắn vào phương trình thì gọi là viết phương trình dao động. Cụ thể như sau: theo đề bài ta sẽ có a bằng 10 cm, rồi omega thì mình xác định bằng công thức, đó là omega bằng căn bậc 2 của k chia m. Khi chúng ta thay số thì nhớ là các cái đơn vị phải chuẩn, tức là em khối lượng m phải đổi về kg, tức là 100g mình đổi được 0.1 kg, và mình bấm máy tính thì sẽ được là 10 căn 10, và do đề cho bi bình phương bằng 10, do đó mình sẽ được là omega bằng 10 bi radian trên giây. Tiếp theo chúng ta sẽ tính pha ban đầu, có nghĩa là chúng ta sẽ xác định trạng thái của vật ở thời điểm t bằng 0. Thì trạng thái bao gồm hai yếu tố, đó là ly độ và vận tốc, do đó chúng ta sẽ trình bày như sau: t bằng 0 thì x bằng 5 căn 2 cm trên giây, và v u, tại vì đề cho ha, cái này đề cho, thì dễ dàng chúng ta sẽ có được là giải phương trình lượng giác để tìm phi, thì chúng ta sẽ có phi bằng trừ shift cos của x chia a, tức là chúng ta sẽ được phi bằng trừ pi trên 4 radian, thì mình sẽ ráp vào phương trình định nghĩa chúng ta được.